Ba báo danh rồi, anh Tùng báo danh rồi. Cướp ACE Phật, ba băng đánh thôi nha em ơi. Cướp ACE Phật. Nếu mà may mắn thì mình có thể vào thẳng chung kết luôn. Còn không thì giao tranh một tour đầu tiên. Thì ngươi to gan gì dám, tôi không tin lời. Bỏ lách, bỏ lách ra, lô đà thành đô, lô đà thành đô. Còn 6 người nữa, còn 6 người nữa. 6 người nữa vào đi. Ai xóa thì thải ơi. Ủa thằng Long đâu rồi, thằng Long nhỏ rồi. Cúp điện rồi, cúp điện rồi. Cúp điện hả, ok được Khải. Vô đi anh em ơi. Anh em vào. Hay lên, đánh cho, hay lên đánh cho. Nè. Bị cúp điện rồi. Em ơi. Ok. Còn 2 người nữa. Anh Long, vô đi, Long lai màn hình lên, Long ơi. Vào được không? Vô được, một bàn nữa. Rồi, đủ, ok. Anh Tùng già rồi đúng không? Hiện tại là mình... Mình không có thứ nhẫn lộn nha anh em, đánh cẩn thận nha anh em ơi, không lao mạnh nha. Gặp nào hả? Gặp ACE, một thắng hai thua, cố gắng lên. Đúng rồi. Không thắng kia, hồi tiếng mình vô gần cũng gặp nó. Mình có 7 nha anh em, nhớ mình có 7 có xét nha. 20 giây á. 20 giây, ok. cho Long kìa. Phi Trần nhấc lên xíu, Phi Trần lên xíu. Anh em lên bậc thang, anh em lên bậc thang. Đúng rồi, đứng yên đang bậc thang anh em. Đúng rồi, đứng yên. Đang định là hướng 12 giờ nha, nghe bậc thang nha. Đang định sẵn 12 giờ đây, lên bậc thang đứng đợi hết này anh em ơi, chuẩn bị di chuyển á. Lên hết 12 giờ luôn, không đứng tầng dưới nha. Rồi, đang định đây, đang định từ 2 đây, đang định từ trên đây. Cứ đang định từ trên. Xe nhích 33 vòng nhiều, nhích 33 vòng bước thôi. Ở đang định lên, Ở dưới kìa, bị lag kìa, đúng rồi, đứng yên. À dưới bị lag ra. Đúng rồi. Xe nhẹo bước 3 giờ nữa trên cái bậc thang nữa. Đúng rồi, đứng yên 3 giờ, đang định hướng đó nha. Đừng có nhau. Mình không có vô, mình không có loạn, không có tự tin đánh được đâu. Cứ từ từ đang định thôi. Không ra không? Đúng rồi, cứ đang định, đúng rồi. Xe lại giúp tôi cháu nhiều, xe lại giúp tôi cháu nhiều. Yên cái vị trận. Xe cháu đứng yên lại trên bàn, trên cầu, đúng yên. Đứng yên, tôi cháu trên giờ, đứng yên. Đứng yên, đúng rồi, đang định tiếp tục. Đúng rồi, hay rồi. Xe qua tay phải là 3 giờ nhiều, xe phải 3 giờ nhiều. Lên cấp 12 giờ, đứng yên giao tranh, đúng rồi. Đứng yên. Đứng yên đánh mạnh luôn, đứng yên cuộc trò đánh yên. Xin 6 giờ. Xin 6 giờ. Chặn lại 6 giờ, nó nát rồi. Rồi đứng yên này, nó yếu hoàn toàn không cần gì nô hết đó. Rút lại lên đài chỗ cũ đi em. Quay chỗ cũ không đuổi nữa, quay đi cũ. Quay lại vị trí cũ nè anh em. Ôm dưỡng đồ. Đúng rồi, ôm dưỡng đồ, đánh mạnh 9 giờ. Thắng không sao đâu, cứ thoải mái. Rồi đứng yên. Dưới nó nè, lặng dưới nó. Win. Xin 3 giờ. Ôm phải 3 giờ dưới. 3 giờ dưới, còn một thằng thôi. Đánh mạnh. Đúng rồi, còn mình nghĩ lên phần vị trí nó nè. Không có ai đỡ Khải chụp, đỡ nghe mì đây. Chạy đâu con sâu. Lên. Dí nó, win. Không, tính vô nó phỏng đam cái chung. Chạy đâu con sâu. Hay lắm anh em ơi. Rồi. Cái cửa nó không chạy. Cái cửa nó chạy ra ngoài cửa luôn đi, chạy vòng gì vậy? Chạy đâu sâu. Quá hay. Tập trung cương dương lại mua máu e hết đi. Tập trung cương dương mua máu lại anh em ơi. Anh em cứ từ di chuyển nhẹ nhẹ theo Khải thôi, mình không có loạn, mình đánh phòng ngự tới anh em. Khi nào Khải cắt được một hai thằng lúc đó Khải mới đánh mạnh, cứ từ từ thôi. Qua vừa rồi đánh hay đấy. Đường cho rất là vòng này nè anh em ơi. Xong, rồi còn trận chung kết anh em, trận chung kết nha. Máu me chuẩn bị sẵn sàng đây. Hôm nay cái cầu 6 giờ trên cầu 6 giờ đứng cùng nhịp. Cầu 6 giờ trên anh em ơi, cầu 6 giờ trên đúng rồi. Cái này là cầu 6 giờ trên. Rồi đứng như cũ đi. Thiếu Lâm cái bàn đứng cao cao hình tí. Quýnh trên đây hạn chế bước xuống cầu tại vì anh em hay bị lắc lắm. Đúng rồi, luôn xuống cầu. Trong rồi win là không xuống cầu ấy. Cứ từ từ. Chuẩn bị bắt đầu là đang định lên liền nha, không đi lẻ nha anh em, nhớ hạn chế không đi lẻ nha. Xem mít đến cầu 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 tay bắt buộc một phát một là đầy luôn. Cố gắng buộc á, thiếu một người này, Phật thiếu một người này, ai chưa vô nè em ơi. À đủ rồi, ok. Đủ máy mình nó bốn dòng kiện đằng kìa, vài cái đáy. Cố lên em ơi. Nó bốn dòng kiện đằng. Vừa xong là phát luôn đó. Ừ. Không sao, cố gắng nha em ơi, thằng AC đánh được lần này, đánh cố gắng nè. Một phút nha. Anh em cứ chuẩn bị đi em ơi. Nhồi máu cho anh em, tiếc máu. Từ từ, không được chủ quan nha, không được chủ quan nha anh em. Đường mong ưu tiên thì thảy lên. Thiếu Lâm không vào được á. Vừa rồi ai mới vào anh em ơi? Ông nào tranh slot rồi? Ai mới vô một hàng vậy? Vô phối á. Nhanh vào đi. Vô đại. Nói được không nói được. Lỡ rồi. Buồn à. Lỡ rồi, vô danh này. 15 gia nha, được Khải báo gia cho anh em chuẩn bị đánh nha. Cứ đứng yên một chỗ đang định đi. Ok, chính là 10 giây như thế này. Anh em cứ đứng yên một chỗ đỡ con lôn cách vừa nhẹ ngay, bắt đầu mình di chuyển nha anh em. 5 giây. Cứ đứng yên.
Rồi buồn cái đây, buồn cái đây. Rồi. Okay, nhích nhẹ qua tay phải một bước, nhích nhẹ tay phải một bước thôi, giữ đang ổn định lại. Đang ổn định chính chưa? Khánh đang nhích ra chứ Khánh đang ngay, Khánh đang đứng lẻ ra. Đứng yên đang định ơi, đứng yên. 12 giờ kìa. Đứng yên. Rồi, nhích lên từ trên 12 giờ nhịp, lên từ 12 giờ phải luôn trong. Rồi đứng yên. Đứng yên 19 giờ em, đang mạnh chính chưa? Đứng yên 19 giờ em được một thành, anh hai thành rồi nha, đứng yên 19. Cứ đứng yên 19. Nhích nhẹ 6 giờ nhịp, nhích nhẹ 6 giờ nhịp chỗ cũ 6 giờ, đúng rồi, đứng yên. Đứng yên em, đứng trên cầu đừng đứng dưới, đừng đứng dưới. Đúng rồi, đừng đứng dưới, cứ điều đang định đây. Dũng đang đến đây mình đang nó một thành rồi cứ từ từ. Nè, rồi nè. Ơi, bước 12 cũng được cải, bước 12 cũng được. Sang Dũng đâu, sang Dũng đâu nhịp, sang Dũng đâu nhịp, sang Dũng đâu nhịp, đúng rồi, đứng yên, đứng yên. Đứng yên, đúng rồi. Đứng yên. Rồi nhích lên cầu 12 giờ đứng yên nhịp, đứng yên cầu 2 giờ rút lại anh Tuấn. Rồi ô như cô chở, cô chở cho, ô cô chở 11 giờ. Ô cô chở 11 giờ. Rồi. Đúng rồi. Nhích lại kênh cô chở 12 giờ. Xây 3 giờ, xây 3 giờ, xây 3 giờ một bước. Đứng yên, đứng yên, đúng rồi. Đứng yên lại cô chở thằng ai xuống dưới, thằng ai xuống dưới. Rồi ô qua 9 giờ. Ô qua trên cầu 9 giờ. Quy nó, ô cầu 9 giờ. Chàng ra. Chàng ra cầu 9 giờ. Đẩy lên 12 giờ. Xây 12 giờ thì bảy ra giờ. Đúng rồi, ôm nó, chọn luôn, ôm chọn luôn, đuổi. Rồi xây bây giờ đuổi, quên, xây bây giờ đuổi. Thôi chụp hình lại anh em đó, thôi chụp hình lại. Chạy đâu sao, quên. Đừng dứt nó, đừng dứt nó. Sao không, anh em đẩy nó vô góc đó là góc chết rồi, nó quýnh không được đâu. Lợi thế nhiều hơn nhiều, tụi nó mấy cạc. Quá hay nè. Không là bao đam được. Với lại nó có một đội đứng lẻ 12 giờ, xong đó là xong rồi. Các bạn đứng mé mé tỉa được hai đường môn phải. Anh em online nhận 100 triệu công hành chiến đi anh em ơi. Hôm nay là chọn góp có 16 cho anh em bù lương anh em ơi. Nhận được đường môn là Phật tổ ạc này ạc búp á. Nên là thành Phật Quan Âm. Đi búp cho anh em. Đó, có lương anh em bù công hành chiến anh em công chiến. Tuy mình đang thành nhỏ mà cái này bù lại nó gấp đôi công hành chiến luôn anh em. Anh Tùng pha rồi hơi bị sung ấy. Anh Tùng ảo tưởng sức mạnh nha. Anh sung lên mình anh căng gấp. Lắc cho đi. Anh bị lắc á. Anh căng lên một mình ảnh 9 giờ mình qua anh cứu luôn mà, mình chào vào 9 giờ luôn á. Là cứu anh ấy. Ừ. Quá anh lại lên trước rồi, Tùng ảo tưởng sức mạnh. Rồi đi nhận 16 đi anh Tùng ơi. Tôi đi. Lâu anh Hải. À cái này 16 còn công thành đâu, công thành đâu. Đúng rồi, một con ngựa, ok, một con ngựa. Ông anh ơi, thành này thành nhỏ được một con. Thành nhỏ một con thôi. Thành là Lâm An, Viện Kinh là được 2 con, Phường Thường 2 con, Thành Đô 1 con. Lâm An, Viện Kinh, Phường Thường cũng được. Con ngựa đó hạn 15 ngày hết à? 15 ngày kháng cảnh năm à. Xấu ngựa trời, hết ngựa rồi. Ok anh em ơi, đủ đồ nha anh em. Hôm nay có ít đồ anh em đấu giá này, ok. Rồi, hôm nay đi vừa ải luôn chứ đi đâu nữa đúng không? Ừ, vượt ải thôi. Vượt ải thôi. Đứng chờ luôn, đứng chờ. Bây giờ nè, chắc rảnh đấu giá luôn đi năm ơi, rồi còn thời gian vượt ải nữa thôi. Ừ, chứ Khải không làm gì nữa rồi, ok. Để Khải cùng đi tới vượt ải cho xe nữa. Anh em đi nhậu luôn, nhậu online luôn. Ok rồi, hôm nay quá hay rồi. Rồi, đấu giá luôn nha anh em. Gần 30 người trên Discord này. Khui viên luôn. Anh Phi, hôm nay là gà ngon anh Phi. Ăn thịt ghê thôi, rồi không có chồng ghê. Chắc mẹ mà bữa nay là thịt ghê mà. Còn xét đồ giảng không? Hay còn xét đồ giảng cho xin cái. Hả? Xe em, Bình Dương. Chắc thế giới thì luôn. Cá anh ấy chắc trước mặt nó luôn chứ. Quê khiêu khích á, đầu tiên rồi. Tính ra khi chàng lên chơi cái chiêu khiêu khích nó cũng hay vậy nha. Độ nó lên nó chửi phi chàng luôn. Chết mới được ăn thịt gà rồi. Ăn thịt gà rồi. Rồi anh đang vô phòng 123 mật khẩu 123 anh em ơi. Này đánh quá hay. Khiêu khích nó cho nó nóng vội lên. Trời ơi, Khải sói là phải giải nè.